Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh của đặc vụ Việt Nam ở Berlin, Đức cách đây hơn 2 năm, một lần nữa được khơi lại. Một tài liệu mới tìm thấy trong kho lưu trữ của Bộ Nội vụ Slovakia cho thấy một hóa đơn thanh toán cho chuyến bay có Bộ trưởng Công an Tô Lâm trên khoang chỉ vài ngày sau khi ông Thanh bị phát hiện bắt cóc ở Đức. Nhật báo TASS của Đức ngày 1 tháng 12 cho biết, một người có tên là Ivan Matusik tìm thấy một tài liệu lưu trữ về hóa đơn trị giá hơn 17.000 euro của Bộ Nội vụ Slovakia cho Bộ Công an Việt Nam về chi phí chuyến bay tới Moscow ngày 26 tháng 7, 2017, mà theo truyền thông Slovakia, có Bộ trưởng Công an Tô Lâm trên đó. Trước đó, 3 ngày, Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc tại một công viên ở thủ đô nước Đức, theo Bộ Ngoại giao Đức. Truyền thông Đức cho rằng phía Slovakia có thể đã giúp cho Việt Nam che đậy vụ việc mà họ cho là bắt cóc, trong khi truyền thông Việt Nam nói Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú. Ông Thanh bị Việt Nam cáo buộc làm thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng khi làm lãnh đạo tại Tổng Công ty Cổ phần Xe lắp Dầu khí PVC. Ông nhận án chung thân vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản. Trang mạng Delito của Slovakia ngày 20 tháng 11 dẫn lời đương kim Bộ trưởng Nội vụ cho biết là tháng 10 năm 2017, Bộ đã xuất một hóa đơn trị giá hơn 17.000 euro cho Bộ công an Việt Nam cho việc sử dụng một chuyến bay đặc biệt của chính phủ tới Moscow. Chưa ai từ phía Việt Nam trả hóa đơn này và đã được bỏ theo lệnh của Bộ trưởng Nội vụ lúc bấy giờ là Robert Kalinac. Slovakia đầu tháng 10 đã quyết định khởi tố vụ án liên quan tới vụ việc